mến chào các bạn kinh tế học là môn học bao quát hầu như mọi lĩnh vực hoạt động của con người mỗi một hoạt động sau đây đều là một quyết định kinh tế ví dụ bạn chọn nơi ăn trưa người cha tiết kiệm tiền để con cái học đại học một công ty thuê thêm công nhân lao động di cư từ nông thôn lên thành phố hay việc chính phủ quyết định cắt giảm giá tỷ giá hối đoái cá nhân các nhà kinh tế thường hướng sự quan tâm vào các quyết định kinh tế cụ thể và trở thành những chuyên gia kinh tế thuộc các lĩnh vực khác nhau phân nhánh cơ bản trong các chuyên ngành kinh tế là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô kinh tế học vi mô chú trọng đến những lựa chọn của mỗi tác nhân kinh tế cùng với động thái về giá và lượng của một sản phẩm hay dịch vụ nào đó trên thị trường một người tiêu dùng một công nhân một công ty đều là những tác nhân kinh tế đơn lẻ thị trường sầu riêng là một chủ đề của kinh tế học vi mô và thị trường lao động cũng vậy ngoại thương cũng tương tự vì các công cụ kinh tế học vi mô thường được dùng để vừa đối mặt với từng quốc gia trên thị trường thế giới kinh tế học vĩ mô xét hành vi của nền kinh tế theo cấp độ tổng hợp các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu về những vấn đề quan trọng của quốc gia như tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát mức thất nghiệp và tỷ giá đa số các nhà kinh tế có chuyên ngành hẹp hơn có cả kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô các chuyên ngành phổ biến gồm có phát triển kinh tế ngoại thương Tài chính quốc tế, kinh tế lao động, tài chính công, khu vực tài chính và ngân hàng, kinh tế giáo dục, kinh tế môi trường, kinh tế y tế. Ngoài ra còn có các môn học liên quan như kế toán và phân tích tài chính, marketing và thẩm định dự án. Các sinh viên học kinh tế luôn bắt đầu với những nguyên lý của kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô nhằm thiết lập nền tảng cho việc học sâu hơn về các lĩnh vực mà họ quan tâm. Chính vì thế, trong những bài viết tiếp theo chúng tôi sẽ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của vi mô và vĩ mô trên nền tảng đó chúng ta sẽ sẵn sàng lĩnh vực chuyên ngành khác chúc các bạn sức khỏe và thành công hẹn gặp các bạn video sau